áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hi, xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với bài học của cô ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay thì cô cùng với các em sẽ tiếp tục đi tìm hiểu Unit 2, What's This? Trong Lesson 4, Numbers. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai số đếm, đó là số 5 và số 6 trong tiếng Anh. Cùng với đó là sẽ có rất nhiều những hoạt động thú vị để thực hành ghi nhớ các kiến thức, các từ vựng mà chúng ta đã được ôn tập nhé. Còn bây giờ thì các em đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Now let's move on to task 1. Listen, point and repeat. And right. Hãy cùng cô lắng nghe một file audio ngay sau đây nhé. Let's go. Listening 32. Listen, point, and repeat. Five. Six. Rồi, các em đã nghe rõ những từ trong file audio vừa rồi đúng không nào? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai số đếm là số 5 và số 6, đó là 5 and 6. Hãy cùng cô đi tìm hiểu từng chữ số 1 nhé. Đầu tiên đó là tìm hiểu về cách viết của số 5. Các em hãy quan sát trên màn hình của cô lúc này. Về cách viết của số 5, hãy chú ý này. Nét 1 thẳng ngang, đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét thẳng ngang này, trùng đường kẻ 5 bằng một nửa chiều cao thì dừng lại. Tiếp theo là nét 2, thì thẳng đứng từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút trở lại điểm đặt bút của nét 1, viết nét thẳng đứng đến đường kẻ số 3 thì dừng lại nhé. Còn đến nét 3 là nét cong phải, từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng bút viết nét cong phải đến đường kẻ 2 thì dừng lại. Đó, rất là đơn giản thôi. Hãy cùng cô quan sát lại cách viết số 5 một lần nữa nhé. Chúng ta sẽ gồm có tất cả là 3 nét. Đó, như quan sát trên màn hình của cô lúc này này. Rồi, đây là nét 1 này, còn đây là nét 2 thì thẳng đứng. Được chưa nào? Nét 3 thì cong phải. Đó, chuyển hướng bút để viết nét cong phải đến đường kẻ 2 thì dừng lại nhé. Rồi, còn bây giờ thì hãy cùng cô chuyển sang cách đọc và viết về số 5 trong tiếng Anh. Thứ nhất, đó là cách đọc thì chúng ta sẽ gồm có 4 chữ cái. F-I-V-E. Five. Đọc lại theo cô nhé. Five. 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 Số 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Được rồi, bây giờ thì hãy cùng cô chuyển sang số tiếp theo, đó là số 6 nhé. Các em hãy quan sát trên màn hình của cô lúc này. Là cách viết của số 6 gồm có nét cong trên và nét cong kín. Đặt bút trên đường kẻ 4, viết nét cong trên từ phải sang trái. Đến đường kẻ 2 thì viết nét cong kín và khi chạm vào nét cong thì dừng lại. Đó, rất là đơn giản thôi các em ạ. Hãy quan sát trên màn hình của cô về cách viết số 6 một lần nữa nhé. Gồm có 2 nét nha. Nét 1 là cong trên, được chưa? Nét cong phải. Đó, khi chạm vào nét cong thì dừng lại. À, rồi. Bây giờ thì hãy cùng cô chuyển sang cách đọc và viết của số 6 trong tiếng Anh nhé. Chúng ta sẽ có số 6 gồm có 3 chữ cái. S-I-X. Đọc là 6. 6. Các em hãy đọc theo cô nhé. 6. 6. 6. Các em hãy luôn luôn chú ý đến ending sounds của cả hai chữ 5 và chữ 6 các em nhé. Được rồi, bây giờ thì hãy cùng cô chuyển sang task 2,
point and sing. Hãy cùng cô lắng nghe một file audio ngay sau đây, đồng thời hãy lắc lư và nhún nhảy theo giai điệu của các khúc này nhé. Let's go! Listening 33. Point and sing. Rồi, những giai điệu rất là dễ thương và đáng yêu đúng không nào? Hãy cùng cô ngân nga lại thêm một vài lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5 little crayons. 1, 2, 3, 4, 5 little pencils. Cô hát không được hay lắm nhưng mà đây là một ca khúc rất là dễ thương và đáng yêu đấy các em ạ. Và đây cũng là một cách mà chúng ta có thể thực hành để học từ mới ở nhà một cách rất hiệu quả. Đó là các em hãy gắn các từ mới mà chúng ta đã được học nhé với những giai điệu quen thuộc này. Từ đó chúng ta sẽ nhẩm theo, lắc lư theo các giai điệu đó để có thể giúp cho các em học từ mới một cách hiệu quả, nhanh chóng và dễ dàng hơn đấy. Các em hãy thường xuyên thử ở nhà nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng cô chuyển sang task 3, follow and count. Trên hình của cô lúc này thì đang có hình ảnh của những chiếc ghế và những quyển vở. Nhiệm vụ của các em bây giờ là hãy cùng cô theo dõi này và đếm xem là trong bức hình này thì đang có bao nhiêu chiếc ghế, bao nhiêu quyển vở nhé. Đầu tiên, các em thử đoán xem trong bức hình này có tất cả là bao nhiêu quyển vở đấy nhỉ? Đếm cùng với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Đúng rồi, chúng ta có tất cả là 6 notebooks, tức là có 6 quyển vở đúng không nào? Rồi, rất là tốt. Còn bây giờ thì hãy cùng cô xem là trong bức hình này có bao nhiêu chiếc ghế nhá. Đến cùng cô nào. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, very good. Trong bức hình này có tất cả là 5 chairs, 5 chiếc ghế đúng không nào? Được rồi, một nhiệm vụ mà các em đã hoàn thành rất là tốt. Bây giờ thì cùng cô chuyển sang task 4, count, circle and say. Cô đang có một bức hình với hai bạn học sinh cùng rất là nhiều những cái đồ dùng học tập ở trên bàn này. Bây giờ các em hãy giúp cô là đếm xem và khoanh tròn vào các đồ vật mà cô yêu cầu nhé. Đầu tiên, cô rất muốn biết đó là trên bàn của các bạn học sinh lúc này thì đang có bao nhiêu quyển vở đây nhỉ? Đếm cùng với cô nào. 1, 2, 3, 4. À, chúng ta có 4 notebooks, 4 quyển vở. Trên bàn của các bạn đang có 4 quyển vở đúng không nào? Còn có bao nhiêu chiếc bút màu nhỉ? Đếm cùng với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Có 6 crayons, có 6 chiếc bút chì màu. Vậy còn chiếc bút chì thì sao nhỉ? Ồ, cô thấy hình như là chỉ có 1 pencil, một chiếc bút chì trên tay bạn Nam này thôi đúng không? Vậy chúng ta sẽ nói 1 pencil, một chiếc bút chì. Được rồi, vậy là các nhiệm vụ mà hôm nay chúng ta đã làm thì cũng đã hoàn thành được một nửa rồi đấy. Bây giờ thì hãy cùng cô chuyển sang phần practice nhé. Bài đầu tiên này, hãy nhìn hình và đoán xem đây là số mấy để điền các chữ cái còn thiếu vào chỗ trống nhé. Cô đang có đó là number
S.X. Đây là số mấy đây các em nhỉ? Rất là dễ thấy, đây là số 6. Mà số 6 cô vừa giới thiệu với các em ở đầu là chính xác luôn. Số 6 là number 6. Vậy nên chữ cái mà cô phải điền vào đây là chữ I để hoàn thành chữ 6, số 6. Rồi, rất là tốt. Đến câu tiếp theo nhé. Number 5 or number 6, số 5 hay số 6. Hãy đếm cùng với cô xem là đang có bao nhiêu quyển vở ở đây nhé. Nào, bắt đầu đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là cô có 5 notebooks, 5 quyển vở. Được rồi, chính xác luôn. Tiếp nhé. Number 5 or number 6. Thử đoán xem trên màn hình của cô lúc này đang có bao nhiêu chiếc bút chì màu đây ta. Đến cùng cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 crayons, 6 chiếc bút màu. Rồi, rất là chính xác luôn. Bây giờ hãy cùng cô đến với câu tiếp theo nhé. Cô đang có một hình ảnh ở đây. Đó, và một câu đó là I have dot 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 eggs. Đó, tôi có chấm 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 quả trứng. Đó, bây giờ bốn đáp án A 6, B 5, C 4 and D 3. Có bao nhiêu quả trứng ở đây nhỉ? Đếm cùng với cô nhé. 1, 2, 3, 4 and 5. Có 5 quả trứng ở đây. Vậy thì cô sẽ phải điền đáp án là I have 5 eggs. Có 5 quả trứng. Rồi, rất là chính xác luôn. Đến một câu tiếp theo nhé. There are dot 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 pencils. A 5, B 4, C 6 hay là D 3. Hãy quan sát trên màn hình và đếm cùng với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Vậy là đáp án của cô phải là there are 6 pencils. Có 6 chiếc bút chì. Rồi, chính xác luôn. Ồ, vậy là chúng ta đã đi hết bài học ngày hôm nay rồi. Trong bài học ngày hôm nay thì cô cùng với các em đã cùng nhau học về hai số đếm, đó là số 5, 5 và số 6, 6. Cùng với đó là có rất nhiều những cái hoạt động thú vị để thực hành ghi nhớ đúng không nào? Vậy thì chúng ta hãy thường xuyên luyện tập ở nhà để có thể ghi nhớ các số đếm mà hôm nay chúng ta đã học một cách thật lâu hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.